Sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 11 đến 16 giờ ngày 7 tháng 11, cả nước đã ghi nhận gần 7.650 ca mắc COVID-19 tại 56 địa phương, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.009 ca. Tại tỉnh Phú Thọ, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 7 tháng 11 đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại huyện Thanh Sơn 9 ca, tại Phù Ninh 8 ca, tại thành phố Việt Trì 5 ca, tại Tân Sơn 2 ca, tại Tam Nông 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới có 23 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa đều đã được cách ly theo dõi và quản lý, hai trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại thị trấn Thanh Sơn của huyện Thanh Sơn. Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 đến nay ghi nhận 1067 ca mắc Covid-19, trong đó tại thành phố Việt Trì là 518 ca, huyện Thanh Sơn 162 ca, huyện Lâm Thao 150 ca, huyện Phú Ninh 138 ca, huyện Tân Sơn 38 ca, thị xã Phú Thọ 20 ca, huyện Tam Nông 20 ca, huyện Thanh Thủy 9 ca huyện Y Lập 5 ca, huyện Cẩm Khê 4 ca, huyện Hạ Hòa 2 ca và Thanh Ba 1 ca. Về đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện có một huyện ở cấp độ 3 là huyện Thanh Sơn, 11 trên 13 huyện ở cấp độ 2, chỉ còn một huyện Đoan Hùng đang ở cấp độ 1. Để biết thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh, quý vị hãy truy cập vào bản đồ số tại địa chỉ bản đồ phúthọ gov vn